comic từ Superman bắt đầu nan đạo ngã thị siêu nhân, tình bạn hệ thống. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Đế quốc Mỹ, tiểu bang Kansas một cái nào đó chấn nhỏ trung học phổ thông. Rio chính một người lẻ loi ngồi ở thao trường trên khán đài, ánh mắt tuy rằng nhìn chằm chằm bên sân trên sân bóng đá bóng bầu dục Mỹ các thiếu niên, nhưng tâm tư từ lâu bay đến chân trời. Ai, cứ việc quá khứ 16 năm, vẫn có chút thích ứng không đến, làm sao liền xuyên qua rồi đây, ta xin thề ta cái gì cũng không làm, không có gặp tai nạn xe cộ, máy vi tính nổ tung, xét đánh chết chìm. Ta liền yên lặng ngủ một giấc, dĩ nhiên cũng có thể xuyên Việt. Không sai, Rio là xuất thân miêu hồng người Hoa, một cái bình thường đến mức tận cùng người, có nhà của chính mình, bằng hữu của chính mình, cùng với chính mình thầm mến người sau đó nói xuyên Việt liền xuyên Việt, không hề có một chút điểm phòng bị, thật giống như là một cái rất dài mộng, mở mắt ra thời điểm liền phát hiện mình biến thành một cái lớn mấy tháng trẻ con. Liền như vậy, hắn vượt qua tân sinh 16 năm. Từ nhỏ đến lớn chỗ tốt chính là cùng người chung quanh câu thông không có cản trở, đồng thời không cần lo lắng trên đường xuyên Việt lúc người khác nhìn ra đầu mối. Rio, hoặc là phải gọi hắn Rio Roger, cha mẹ hắn ở 10 năm trước liền mất tích, hắn ngờ ngợ nhớ tới lúc đó chấn nhỏ rơi xuống một hồi mưa thiên thạch, suýt chút nữa không đem chấn nhỏ đem phá hủy. Sau đó Rio cậu, địa phương sở cảnh sát cảnh sát trường, James Roger nói cho hắn, cha mẹ của ngươi đi chỗ rất xa lúc đó mưa thiên thạch hạ xuống thời điểm tuổi nhỏ rio trong lòng không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước chủ nhiệm lớp nói vạn ác tư bản chủ nghĩa vĩnh viễn nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong sau khi rio liền bị hắn cậu thu dưỡng đồng thời theo nhà mẹ đẻ tính có điều cái này đối với rio cái này xuất thân miêu hồng người hoa tới nói chỉ cần tên của hắn vẫn là rio hắn liền có thể cả đời họ lý leng keng leng keng một chuỗi dài tiếng chuông đánh gãy rio tâm tư trên sân chơi bóng bầu dục mỹ các thiếu niên khi nghe đến tiếng chuông sau bắt đầu nghỉ ngơi lúc này trung học phổ thông đội bóng đá quarterback whitney chuyển tới một người dương lớn nước có ga quay về sở hữu đội viên nói rằng ha các anh em lại đây đây là rio xin mời mọi người chúng ta uống đồ uống cảm tạ rio Chúng cầu thủ còn có đội cổ đông một hống mà lên, rất nhanh sẽ đem cái kia một đại vali nước có ga cho chia cắt hết sạch Whitney từ bên trong cầm hai bình, nhưng mà hướng về trên khán đài Rio đi tới. Huynh đệ, cảm tạ ngươi nước có ga, ta xem ngươi thân thể không kém, có muốn hay không cùng nhau chơi đùa bóng đá? quarterback Whitney tuy rằng chỉ có 18 tuổi, nhưng đế quốc Mỹ thanh thiếu niên phổ biến khá là trưởng thành sớm, hắn gần 1m85 vóc dáng đứng ở Rio trước mặt. Cảm giác liền ánh mặt trời đều bị hắn cản một nửa. Rio thân thể cũng không kém, cha của hắn là Hoa kiều người, mẫu thân là đế quốc Mỹ người, mà hắn thì lại di truyền hai bên ưu điểm, cũng vẫn tính anh tuấn, hắn giơ tay tiếp nhận nước có ga. Quay về Whitney cười cợt nói rằng người như thế nào cùng ta cậu một cái khẩu khí, hắn cả ngày ở trước mặt ta thao thao bất tuyệt, nói cái gì hắn năm đó nhưng là chấn nhỏ trung học phổ thông minh tinh đầu bóng tay, ta nghe liền phiền. Whitney vỗ vỗ Rio vai, nếu như ngươi đồng thời tới chơi lời nói, liền có thể cảm nhận được bóng bầu dục mỹ mị lực, chỉ ít có thể cám dỗ rất nhiều tiểu cô nương. Được rồi, không nói, ta mang đám tiểu tử kia đi huấn luyện, lời còn chưa dứt, Rio trong đầu truyền đến một tiếng điện tử âm. Ken, tình bạn giá trị tăng lên đến thân thiện, mở khóa Whitney nhân vật thẻ. Âm thanh này Rio cũng không xa lạ gì, thậm chí ở hắn mới vừa xuyên việt tới thời điểm, rồi cùng hắn trói chặt ở cùng nhau hệ thống. Tình bạn hệ thống, đại khái là gọi danh tự này đi đơn giản tới nói, tình bạn giá trị chia làm 6 cái đẳng cấp. Chán ghét, phổ thông, thân thiện, tin cậy, sùng kính, sinh tử chi giao. Chỉ cần Rio cùng người kia trong lúc đó quan hệ đạt đến thân thiện, như vậy hắn liền có thể thu được đối phương một tấm nhân vật thuộc tính thẻ, mặt trên gặp có đối phương bộ phận năng lực. Rio đã từng tìm tới hắn có thể tìm tới người lợi hại nhất, cũng chính là cái chấn nhỏ này trưởng chấn, phí hết tâm tư cùng trưởng chấn giữ gìn mối quan hệ sau. Mở khóa thẻ kỹ năng dĩ nhiên là vụng trộm không bị lão bà phát hiện. Lúc đó Rio suýt chút nữa chưa cho tức chết, có thể hay không chăm sóc một chút độc thân nhân sĩ cảm thụ, liền bạn gái cái bóng đều không một cái, còn vụng trộm, ta ăn trộm đại gia ngươi không thể không nói, cái hệ thống này là thật sự ra. Tới xem một chút Whitney thẻ kỹ năng đi, người tốt xấu cũng là trường học minh tinh nhân vật, có thể tuyệt đối đừng lại hãm hại. Rio nhắm mắt lại, dụng ý thức mở ra tình bạn hệ thống, đập vào mi mắt chính là một loạt hàng dường như kỳ yếu hình ảnh như thế thẻ, trên cao nhất một loạt đã mở khóa đều là tấm thẻ màu trắng. Bao quát Whitney tấm kia cũng vậy. Thẻ trắng, Whitney chủng tộc nhân loại thẻ chính hiệu quả sơ cấp mị lực thuộc tính hẹn hò sở trường đùng đùng sở trường thiếu nữ sát thủ phụ gia giải thích phàm nhân thể trạng không quá nhiều trưởng thành không gian mẹ nó thuộc tính không sai so với cái gì vụng trộm sở trường muốn tốt lắm rồi dùng một dương nước có ga liền có thể đổi lấy hữu nghị có trình độ như thế này đã không sai rio ở trong lòng an ủi mình cùng đại thể trong game thuộc tính như thế, Rio thẻ cũng có đẳng cấp phân chia, không cần phải nói, yếu nhất khẳng định là phổ thông cấp thẻ trắng, so với thẻ trắng hơi hơi khá comic từ Superman bắt đầu nan đạo ngã thị siêu nhân, Clark Kent. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Nghe được như thế tên, Rio lúc đó liền mẹ nó. Ai? Người lại nói một lần. Lana tựa hồ bị Rio phản ứng cho sợ hết hồn, nàng âm thanh yếu đi mấy phần, nghi hoặc lặp lại một lần. Clacken chính là Ken nông trường nhà hài tử, cha hắn là Jonathan Ken, trước đây ở trấn nhỏ trung học phổ thông cũng đảm nhiệm qua quarterback Ken nông trường. Clacken, 10 năm trước mưa thiên thạch, tuy rằng rất nhiều năm qua đi, hắn ở thế giới này từ một đứa con comic từ Superman bắt đầu nan đạo ngã thị siêu nhân, đại huynh đệ ngươi có thể Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Ngồi chân giết a, à. kiếp trước kiếp này đều là đồng nam nhỏ Rio cảm thấy không chịu nổi, hầu không được, không trêu chọc nổi a. À. Có thể người khác không biết, thế nhưng là một người DC fan, Rio nhưng là rất rõ ràng, tiểu Superman thời kỳ trưởng thành thầm mến quá một người nữ sinh, cũng gọi là Lana Lang. Đã từng Rio còn rất bất ngờ cô nữ sinh này dĩ nhiên cùng Lana Lang cùng tên, ai từng muốn này không phải cùng tên a, con mẹ nó chính là cùng một người. Muốn chết muốn chết, nếu như lúc này tiểu Superman quên lấy cái gì thư trở về lời nói, cho hắn thấy cảnh này, ta thật vất vả tích lũy tình bạn giá trị 8 phần 10 trong nháy mắt muốn thanh linh a. Rio nhô lên to lớn nhất dũng khí, đang muốn đẩy ra ngồi ở trên người hắn Lana, nhưng mà trên người mỹ nhân nhưng hơi cúi người, đỏ thắm môi ở hắn trên gương mặt ấn một hồi, sau đó miệng phun như lan. Ta cô đi Metropolis làm việc, buổi tối ta ở nhà một mình, ngươi lại đây giúp ta học bổ túc một hồi bài tập sau, Lana nhẹ nhàng nói xong, đỏ mặt liền đứng dậy rời đi. Lưu lại một mặt choáng váng Rio. Oa, wow, các người đế quốc Mỹ nữ sinh đều như thế gặp chơi sao?" Rio nhắm mắt lại, ở trong lòng điên cuồng đọc thầm. "Vợ bạn không thể lừa gạt a, à. vợ bạn không thể lừa gạt. Vợ bạn? Không, không khách khí. Nghĩ gì thế, không nghe nói Lana là để ta giúp nàng học bổ túc bài tập đi sao?" Rio một mặt thuần khiết, học bổ túc một hồi bài tập mà thôi cũng sẽ không mang thai hơn nữa superman quan phối là loa lên chính sử trên superman không có cùng với lana quá vì lẽ đó hắn đây không tính là là loạn cp hắn đột nhiên cảm giác thấy whitney thẻ trên thiếu nữ sát thủ thuộc tính thực sự là quá tốt quá ra sức buổi trưa về nhà trong nhà không ai dù sao rio cậu là cảnh sát trưởng công tác phi thường bận rộn mà mợ đã sớm rời đi hắn nghe nói là đi tới metropolis Rio từ trong tủ lạnh cầm chút khoai tây bò bít tết, tùy tiện dán một điểm liền ứng phó quá khứ. Cùng buổi tối đi Lana nhà học bổ túc bài tập, buổi chiều bóng đá tập huấn liền có vẻ không trọng yếu như vậy, ngược lại chỉ cần clack chơi vui vẻ là tốt rồi, buổi tối đi Lana nhà. Đến xuyên chính thức một điểm. Hoa, lễ vật nhỏ, tiểu điểm tâm ngọt, một cái cũng không thể thiếu. Có thể là Whitney nhân vật thể còn đang kéo dài phát huy tác dụng, Rio cả người đều khai khiếu, hống cô gái hài lòng mà, chủ yếu chính là mua mua mua, đưa đưa đưa. Chỉ cần một chút lễ vật nho nhỏ, một điểm nho nhỏ kinh hỉ, tạo nên lãng mạn nghi thức cảm, trong nháy mắt liền có thể đánh đổ trong lòng của đối phương hàng phòng thủ. Sau đó liền có thể muốn làm gì thì làm chi muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến bên trong, Rio hận không thể mạnh mẽ đánh chính mình hai bạt tay, con bà nó trước đây chính mình làm sao liền như vậy không rõ phong tình, đáng đời độc thân. Thừa dịp buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, Rio đi chấn nhỏ trên đường mua đủ có thứ cần thiết, đồng thời mặt giày đi cửa hàng tạp hóa mua đầy đủ mười mấy hộp ti ti. Tính tiền thời điểm, thu ngân tiểu ca một mặt nụ cười dâm đãng Rio cũng báo lấy đồng dạng nụ cười, nam nhân mà, đều hiểu đều hiểu cũng chỉ có ở Hoa Hạ đối với phương diện này giữ kín như bưng, ở đế quốc Mỹ, chuyện như vậy quả thực cùng ăn cơm uống nước như thế bình thường. Lẽ nào ta muốn bị tư bản chủ nghĩa mục nát cho ô nhiễm sao? Rio trong lòng có chút cảm giác tội lỗi, có điều vừa nghĩ tới chính mình đêm nay liền có thể thoát khỏi hai đời sử nam thân, ngành tiếp thế giới mới, cảm thấy bị ô nhiễm liền bị ô nhiễm đi. Cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Thời gian đi đến buổi chiều, Rio dẫn một dương nước có ga xuất hiện ở thao trường thời điểm, Clark đã chờ ở nơi đó. "Ha, Clark, ngươi như thế đã sớm đến rồi." Rio kinh hỉ phát hiện, trải qua một cái bên trong buổi trưa, hắn cùng tiểu Superman tình bạn giá trị lại gia tăng rồi 10%, hiện tại là 60%, khoảng cách dưới một giai đoạn thân thiện. Chỉ còn dư lại cuối cùng 40%. Clark hướng về phía Rio thân thiện nở nụ cười ta ở đây một hồi lâu, người ba ba như thế dễ dàng sẽ đồng ý sao, Rio vốn tưởng rằng Ken cha gặp từ chối. Ta cùng hắn ẩm ý một trận, có điều hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, ta tin tưởng ta có thể làm rất tốt, Clark kiên định nói rằng. Thực Rio hiểu hắn ý tứ thẳng thắn hơn nói chính là, bản siêu gặp rất cẩn thận không đi làm thương các ngươi, gầy yếu trái đất người tập huấn các đội viên lục tục tới rồi, bao quát một ít hiện ra hoa si đội viên đội cổ động, ở Whitney nhân vật thẻ mị lực ra chỉ dưới, Rio hiện tại cũng coi như là mọi người comic từ Superman bắt đầu nan đạo ngã thị siêu nhân, bị Superman đánh bay là gì sao trải nghiệm. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Buổi chiều tập huấn vẻn vẹn mở màn nửa giờ, người mới đội đã thu hoạch hoàn toàn, này vẫn là lắc có ý định thả nước kết quả. Quả nhiên cùng tiểu Superman một đội, nằm đều có thể thắng A. Rio trong lòng cảm thán. Nhất làm cho hắn hài lòng chính là, ngăn ngắn nửa giờ, hắn cùng Clark tình bạn giá trị lại gia tăng rồi 5%. Một bên khác, học trưởng đội môn kéo không xuống mặt. Nguyên bản ngày hôm nay là học trưởng dạy ngươi đá bóng đến, kết quả ngược lại là cho bang này người mới cho vượt lại. Này để bọn họ những học trưởng này nét mặt già nua hướng về cái nào thả đợi lát nữa ta đi ngăn chờ Clark tranh thủ để hắn tiếp xúc tính ngã xuống đất, sau đó chúng ta dựa theo B loại trận hình đánh. Whitney sắp xếp chiến thuật, hắn cũng nhìn ra người mới bên trong Clark là hạt nhân. Chỉ cần hạn chế lại Clark, bọn họ vẫn có thắng được hy vọng. Lại lần nữa mở bóng, Rio đem bóng truyền cho tiểu Superman, sau đó liền theo ở phía sau chạy, một bộ nhờ có lão tử thần hộ công mới có thể thắng vẻ mặt. Lúc này, Whitney bỗng nhiên từ bên cạnh lao ra, quay về Clark chính là một cái soạt bóng. Ta ít dám đối với Superman soạt bóng, người này cũng là cái thật sự lực sĩ a. À. Rio trong lòng đối với Whitney kinh ý lại tăng lên mấy phần. Clark lúc này đã bị liên tiếp ghi bàn làm choáng váng đầu óc, càng là Lana Ho lớn tên của hắn, điều này làm cho cả người hắn đều cảm giác bay ở đám mây. Whitney đột nhiên một cái soạt bóng, để Clark không ứng phó kịp, hắn không thể để cho Whitney đụng tới chính mình, không phải vậy lời nói. Đối phương này không khác nào là hướng về một chiếc cao tốc chạy xe tải địa bàn dưới trùng. Một người hoạt tiến vào cao tốc chạy thẻ bên trong xe sẽ như thế nào? Chân đều cho người nghiền nát. Nguy rồi. Clark bước ra chân phải đột nhiên hướng về trước đạp xuống, đúng là lướt qua Whitney soạt bóng, có điều bước chân của hắn một loạn, thân thể trọng tâm bỗng nhiên bất ổn. Comic từ Superman bắt đầu nan đạo ngã thị siêu nhân, đích, Superman thẻ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Mọi người đi ra khỏi phòng, Clark đi về phía trước một bước, trước tiên mở miệng mặc kệ ngươi muốn mắng ta, vẫn là muốn đánh ta, cũng có thể, ta tuyệt không hoàn thủ, Rio cho Clark phản ứng cho ngẩn ra, hỏi ngược lại. Ta tại sao muốn đánh ngươi mắng ngươi? Xin nhờ, này lại không phải ngươi sai, chính là ta sai. Nếu như ta không tham gia tập huấn, ngươi thì sẽ không bị thương, Clark, ta biết ngươi khác với tất cả mọi người.